Mấy cái này các bạn vẽ có đẹp không? Ok, rồi. If any of you want to have more, you still have a chance for next week to draw and same like that. Rồi, kế tiếp nữa, bây giờ cha mời Đại Thiên, một em thiếu nhi sẽ lên đốt cái nến bùa vọng. Lạy Chúa, chúng con thắp cây nến tình yêu là biểu tượng của chính Chúa. Qua thân phận làm người của trẻ bé Giê-xu, Chúa đã mở đường dẫn chúng con tới sự thật hoàn vẹn. Xin tình yêu cứu độ của con Chúa dẫn đường chỉ lối cho chúng con, đặc biệt những ai đang lạc bước trong đêm u tối. Xin ánh sáng tình yêu phá tan bóng đêm và dẫn chúng con về với Chúa là đường, là quê hương đích thực. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Hỏi trích sắc ngôn sứ Isaiah. Xin Chúa phán, hãy an ủi con ta, hãy ngọt ngào quên và ôn nhu
Phêrô con đường. Anh em thân mến, một điều duy nhất, xin anh em đừng quên, đối với Chúa, một ngày ví trẻ ngàn năm cũng từ một ngày. Chúa không chồng trẻ từ thời hứa, nhưng có kẻ cho là người chồng trẻ. Kể từ, người kiên nhẫn với anh em, vì người không muốn cho ai khỏi diệt vong, nhưng muốn cho mọi người đi tới chỗ an lành hối cải. Nhưng ngày ấy Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Ngày đó các tầng trời sẽ ầm ầm sụp đổ, ngũ hành bốc cháy như tan, mặt đất và các con trùng trên đó sẽ bị thiêu hủy. Muôn vật phải thiêu tan như thế, thì anh em phải là những người tốt, hiền lành, phải sống đạo đức và chánh trị biết bao, trong khi mong đợi ngày của Thiên Chúa và làm cho ngày đó mang đến, ngày mà các tầng trời sẽ bị thiêu hủy và ngũ hành sẽ chảy tan ra trong ngũ hành. Nhưng theo lời Thiên Chúa, chúng ta mong phải trở lớn mắt tâm mới nơi công lý hoàn thiện. Vì thế anh em cho biết, trong khi mong đợi ngày đó, anh em phải cố gắng sao cho mình thấy anh em vui mừng, không chi đáng chắc và sống bình an. Đó là lời Chúa. Thank you.
học trở lại buổi chiều nay của con được không? Why? Remember, I will ask you later. Some days ago, in the New South Wales, Blue Mountain, someone, when they are walking along the track, and some rock fell off the mountain, and that the person get trapped, and some was hit by the other rock, and they fell off the mountain to the valley. Now, just imagine, have you ever in need and waiting for someone? Have you ever experienced of waiting for your parents to come to pick you up at school? Yes, have you? Yes. And sometimes when they come a bit too late, and what do you feel it? Yes? Huh? You feel like you have to wait more. Oh, you have to wait more, yes, correct. Our life, sometimes we need, or in another way, we say, we always need help. For myself, I'm very happy if one someone says, oh, you are a good man. And what do you feel when someone says, you are a good girl? Happy, yeah, of course, happy. But, this is important, but are you always a good person? Always? No. No. Me too. I'm not always a good person, sometimes routine as well. And so that's why we need help. We do need help. Who can help us? When we need help, we give a sign or we call for help. What's the way that we call for help? Yes? Oh, yes. Oh, good of you. Thank you. And what about when you need the spiritual need? Yes, you pray. Thank you very much. You pray and God will come to help you, to lift you up. Do you still remember the helicopter? Rescue and lift people up? Yeah, when you need help, God pray and God will come to lift you up from your laziness. Sometimes you are lazy. You even, you know, don't want to be like that, but sometimes you feel hard to get out of that and ask God to come to help by praying and give the sign of help. Today is the second event, and now I ask you to say, can you read this? Okay, we read together. Prepare the way for the Lord, make straight paths for Him. Every valley shall be filled in, every mountain and hill made low. The crooked roads shall be plumb straight, the rough ways smooth, and all people who see God's salvation. Prepare your life. Let God come to your heart to help you.
like the helicopter cannot land on the ground because many obstacles in your life as well. If you don't prepare your way, it's very hard for God to come to help you prepare your life. So this is the time for us to prepare our life to receive God in your life. Trong niềm tin từ Thiên Chúa là cha yêu thương của trẻ nhỏ, trong ngày bế giảng năm học hôm nay, chúng ta hãy dâng lên Ngài những lời nguyện xin. Thank you.
và em đạt thành tích rất giỏi. Đó là em Việt Elan Thảo Quyên. Xin mời em Thảo Quyên. Và em đạt thành tích giỏi. Xin mời em Nguyễn Lê Thùy Linh. Và em cũng đạt thành tích đồng hàng giỏi. Đó là em Hoàng Cát Thi Hoài Thương. Và em là thành tích đáng khen và khuyến khích. Xin mời em Lưu Simon. Xin mời em Lưu Simon. Rồi, cảm ơn. Xin cho lớp đứng. Rồi, mời các anh về chỗ. Và sau đây xin mời lớp 5. Em Nguyễn Tê Sa Phú Yên là thành tích xuất sắc. Xin mời Phú Yên lớp 5 là thành tích xuất sắc. Em Trương Hoàng Huy đạt thành tích rất giỏi. Và em Nguyễn Bắc Theo Hoàng đạt thành tích giỏi. Em Vũ Megan Thanh đạt thành tích giỏi. Và em Nguyễn Chư Đình Mộng Tranh đạt thành tích đáng khen và khuyến khích. À, xin mời chúng ta cho các em một tràng pháo tay. Và sau đây là cho em lớp 6. Em đạt thành tích xuất sắc, xin mời em Huỳnh Anthony Liêm. Em đạt thành tích rất giỏi, em Phạm Anthony Xuân Hiển. À, Xuân Hiển bấm mặt từ Xuân Hiển với tay của à, và em đạt thành tích giỏi, em Quách Chay Hiếu Nhân. Quách Chay Hiếu Nhân. Và em đồng hành đạt thành tích đồng hành giỏi, đó là em Đinh Sabrina Đào Văn Văn. Và em Phạm Angeli đạt thành tích tốt. Phạm Angeli. Và sau đây là lớp 7. Xin mời em Trung San Nhi đạt thành tích xuất sắc. Em Trung San Nhi. À, Trung San Nhi không có mặt. Xin mời em Phạm Ngọc Trâm đạt thành tích được giải. Xin mời em Phạm Ngọc Trâm. Rồi, Phạm Ngọc Trâm chắc có mặt luôn. Xin mời em Nguyễn Thị Thờ Chi Phí đạt thành tích giỏi. Và em Hoàng Bảo Khang cũng đạt thành tích giỏi. Xin mời em Hoàng Bảo Khang. Và em đạt thành tích tốt. Xin mời em Nguyễn Diễm Hồng. Xin mời em Nguyễn Diễm Hồng. À, Nguyễn Diễm Hồng chắc đi Hyundai luôn rồi. Rồi, sau đây là các em đạt thành tích lớp 8. Em đạt thành tích xuất sắc, xin mời em Huỳnh Trôn Khánh Luân. Và em đạt thành tích giỏi, xin mời em Vũ An Vy. Và em đạt thành tích giỏi một, em Trương Jason Đại Trí. Trương Jason Đại Trí có mặt không? À, em Trương Jason Đại Trí không có mặt. Và xin mời em Nguyễn Trên Nhà Thảo Nhi đạt thành tích giỏi. Và em đạt thành tích tốt, xin mời em
đỗ an như tăng quan. Em tăng quan không có mặt. Cảm ơn cha trường đã đồng hành cùng với thiếu nhi của chúng
cha trường đã hầu như là cùng với thiếu nhi trong tất cả các event, trong tất cả các chương trình. Và cho nên chúng ta biết ơn cha trường và cảm ơn cha trường một cách đặc biệt. Don't forget that this week we have many special events, but the most important one I would like you all to be and parents remember, we have the Christmas carol on the 16th of September, on Saturday. December. 16th of December, okay. So don't forget to come and enjoy. And I believe that Thiếu Nhi will play a very important role on that day. You will contribute food and also performing some special song and things on Christmas carol. So remember, come on that day and bring your friends to enjoy this event with us. Okay, thank you. And now we finish last night, okay? Báo hai cái thôi. Thứ nhất là để chuẩn bị cho đại hội Đức Mẹ Lâm Ban năm tới, do đó cần có một số em dân hoa, thì những ai mà có con em là từ 10 tuổi đến 14 tuổi xin đăng ký để cho chuẩn bị cho chương trình dân hoa. Và thứ hai nữa là xin thông báo với quý bà chị em là để chuẩn bị cho việc đăng ký học cho thiếu nhi năm tới, thì xin quý bà chị em đăng ký điền form vào năm tới này. Chỉ có nhận sinh hoạt với những em nào mà có phụ huynh đăng ký điền form và nộp đơn. Mà có một vài thông báo. Kính mời các bạn đến. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Thánh lễ đã xong nào ta chung tụng Chúa. Thank you.